Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ở trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng sale giảm giá đặc biệt giảm đến 3 triệu cho combo nghe nhạc chuyên nghiệp. Mừng dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 đã cận kề. Đây là chương trình khuyến mại tri ân khách hàng. Đó là những khách hàng thân thuộc của Tiến Dũng Audio Sài Gòn và những khán giả thường xuyên xem kênh YouTube của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Video ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ giảm 1,5 triệu cho cặp loa Baunir S180A hàng Nhật. Đây là một cặp loa được quan tâm nhiều nhất của thương hiệu Baunir đến từ Nhật. Và chiếc âm ly của ngày hôm nay thì Dũng cũng sale giảm 1,5 triệu, đó chính là chiếc Denon model PMA 890D. Đây cũng là một chiếc âm ly được các anh em quan tâm audio quan tâm nhiều nhất trên thị trường đồ second hand. Mọi nhu cầu mua sắm quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình hoặc truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều các sản phẩm audio khác. Đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Chúng ta sẽ test một đoạn nhạc ngắn với hai sản phẩm này, sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết. Chương trình khuyến mại sale giảm giá này sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2022. Sau thời gian trên Tiến Dũng không còn áp dụng chương trình này nữa. Quý vị và các bạn lưu ý. Những âm thanh rất rõ nét tuyệt vời của bộ combo này sẽ giúp quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn với âm nhạc rất tuyệt vời. Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chi tiết hai sản phẩm như sau. Trước mắt quý vị và các bạn là Denon model PMA 890D bản một dòng điện hàng nội địa Nhật, điện 100V. Đây là một chiếc âm ly rất nổi tiếng của thương hiệu Denon với phân khúc giá khá bình dân, chỉ dưới 20 triệu. Chiếc này hàng đấu mạng về trực tiếp từ Nhật, chưa qua sử dụng tại Việt Nam với tình trạng zin nguyên bản, máy tuyệt đẹp. Thì Dũng sẽ quay chi tiết để quý vị và các bạn thấy được độ đẹp về sản phẩm này. Các sản phẩm này là nằm trong chương trình ưu đãi sale tri ân khách hàng nên nó sẽ không có bất cứ lỗi lầm gì, quý vị và các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với chất lượng sản phẩm. Chiếc này sử dụng điện 100V, công suất nguồn là 216W, máy có số series cuối là 241. Với các giắc kết nối còn sáng choang, máy có thể chơi được hai cầu loa trở kháng từ 12 đến 16 ô. Đặc biệt với chiếc Denon 890D, chúng ta còn được hãng tích hợp thêm một chiếc giải mã DAC loại 20 bit ở trong này, kết nối trực tiếp từ cổng quang TV Ethernet vào đây, chúng ta sẽ nghe nhạc được luôn mà không cần phải đầu tư thêm đầu giải mã. Với chiếc âm ly này, máy sử dụng 8 sò san ken. Âm thanh của nó rất mạnh mẽ, chúng ta có thể phối ghép với hầu đa các dòng loa như là JBL bass 40cm đổ lại, Sequin Vega, phối ghép rất phù hợp, từ bass 40cm đổ lại đều chơi tốt. Các dòng loa Baunir như S180A, HBM100, các dòng loa bầu, đặc trị các dòng loa bầu từ 9L1 cho đến những mẫu loa nhỏ hơn như là 6L1 hoặc 3L1 đều chơi rất tốt với chiếc âm ly này. Với mức giá làng hiện nay với bản một dòng điện, điện 100V, mức giá làng khoảng 19 triệu. Mức giá Tiến Dũng đang phục vụ mức giá thông thường là 18,5 triệu và tri ân khách hàng giảm đến 1,5 triệu, mức giá chỉ còn lại 17 triệu. Chỉ 17 triệu cho một chiếc âm ly Denon hàng nội địa Nhật, điện 100V. Lưu ý với quý vị và các bạn, trên thị trường có rất nhiều các dòng là hai dòng điện, tức là hàng xuất khẩu, thì chất lượng âm thanh của dòng hai dòng điện thì sẽ không tốt bằng loại một dòng điện. Với mức giá của các dòng hai dòng điện có tem chứng ở đây thì nó chỉ bằng khoảng 2/3 so với những chiếc một dòng điện hàng nội địa Nhật. Thì Dũng đang phục vụ quý vị và các bạn với bản nội địa Nhật điện 100V. Âm thanh tốt hơn, độ bền cao hơn và tính ổn định cao hơn rất nhiều so với bản hai dòng điện. Thì Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc anh em sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển của chiếc âm ly này đi các tỉnh khoảng cỡ 200.000. Tiếp theo phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm nữa nằm trong chương trình khuyến mại sale tri ân khách hàng ngày hôm nay. Đó là cặp loa Baunir model S180A. S180A rất nổi tiếng của thương hiệu Baunir, không phải bởi vì nó đắt tiền nhất, nhưng đây là một cặp loa có thể chơi được đa thể loại dòng nhạc và mức giá của nó cũng khá vừa túi tiền. Đây là e căng của loa,
Phía trước e-căng là logo của 180A Pioneer. Cặp này cũng là hàng đấu mạng về trực tiếp từ Nhật, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Mẫu loa này sử dụng một loa bass loại 32cm màng giấy gân mút, một loa mid carbon và một loa chép đôm. Phía mặt trước là một lỗ thông hơi và hai nút tinh chỉnh. Chúng ta có thể thêm bớt tiếng trung và tiếng chép ở đây. Tùy theo dòng nhạc và tùy theo sở thích, anh em sẽ tăng giảm hai nút mid và chép này cho phù hợp với sở thích. Loa với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp, quý vị có thể thấy các kiềng loa còn sáng quắc. Sản phẩm này Tiến Dũng bao zin, bao đúng hàng bãi xịn. Quý vị và các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với chất lượng sản phẩm của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Phần vỏ thùng được hãng trang trí bên ngoài bằng simili màu gỗ, rất đẹp, sang trọng. Đây là giao thức phía mặt sau. Toàn bộ phần lưng loa còn rất đẹp. Model S180A, công suất là 120W, trở kháng 6,3 ohm, hàng được sản xuất tại Mét Anh Gia Băng. Sản phẩm này sẽ phù hợp cho việc chơi đa thể loại dòng nhạc, từ tiết tấu chậm, tiết tấu vừa cho đến tiết tấu nhanh đều chơi rất tốt. Lưu ý với quý vị và các bạn, mẫu loa này sẽ không phù hợp cho việc hát karaoke, nó sẽ không an toàn. Nghe nhạc chuyên nghiệp thì âm thanh của nó rất tuyệt vời. Các loa có kích thước chiều ngang 38cm, chiều sâu 38cm và chiều cao của loa là 65cm. Trọng lượng của loa là 25kg trên một thùng. Mẫu loa này đặc biệt rất dễ phối ghép là bởi vì độ nhạy của loa lên đến 95dB, nó rất nhạy. Anh em có thể sử dụng các âm ly đèn hoặc các âm ly kiểu như Pioneer 7800 trơn, 7800 mã. Cái dòng âm ly Sansui kiểu như 607, 707. Cái dòng âm ly Marang kiểu như 84D, 94D hoặc BM4 v.v. đều chơi rất tốt. Quý vị cũng có thể phối ghép vào các dòng âm ly của đờn nông như là 1500, 2000, 880D, 890D, 940V v.v. Nhìn chung đây là một cặp loa rất dễ phối ghép âm ly. Quý vị và các bạn có thể chơi với hầu đa các dòng nhạc và với những chiếc âm ly rất bình dân cũng có thể chơi được. Mức giá làng của cặp loa này khoảng 28 triệu và mức giá thông thường Tiến Dũng phục vụ là 27.500.000. Trong video này Tiến Dũng giảm giá đến 1,5 triệu tri ân khách hàng. Mức giá chỉ còn lại 26 triệu. Mức giá đặc biệt ưu đãi tại Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Lưu ý với quý vị và các bạn, với cặp loa này là hàng về trực tiếp từ Nhật, chưa qua sử dụng tại Việt Nam, hàng bãi. Quý vị có thể thấy các kiềng loa còn sáng quắc, rất đẹp. Mẫu loa này sẽ phù hợp cho các không gian tầm từ trên dưới 50m², sử dụng chơi đa thể loại dòng nhạc, rất tuyệt vời. Tiếp theo nữa, trong video ngày hôm nay thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số sản phẩm khác. Đó là loa Bow 301 Series 4, hàng bãi về từ Mỹ, Mẹ Anh Mexico. Mẫu loa này sử dụng một loa bass loại 20cm, một chép 6cm phía trước và một chép 8cm phía sau. Đây là cặp loa được quan tâm nhiều nhất của thương hiệu Bow với phân khúc giá chỉ dưới 10 triệu. Dòng loa này có bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Mẫu loa Bow 301 Series 4 sẽ phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke gia đình, các không gian tầm dưới 30m². Mức giá Tiến Dũng phục vụ chỉ 9 triệu 200 ngàn. Đây là một cặp loa hàng tuyển chọn về trực tiếp từ Mỹ, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Quý vị lưu ý. Phía dưới này là Bow 301 Series 3. Mẫu này có đẳng cấp cao hơn 301 Series 4 một chút. Một bass 20 và hai loa chép giấy loại 8cm. Mẫu này quý vị cũng có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian nhỏ tầm dưới 30m². Các anh em có các không gian lớn hơn, chúng ta có thể sử dụng hai cặp. Hai mẫu loa này đều có công suất cực đại là 150W, công suất hiệu dụng là 75W và trở kháng là 8 ohm. Mức giá của 301 Series 3 Tiến Dũng phục vụ là 13.500.000 bản màu đen. Hiện nay Tiến Dũng cũng đang có bản màu vàng, mức giá 16.500.000. Phía bên đây là một cặp loa khá hiếm của 301 Series 3, đó là 301 Series 3 được sản xuất tại Canada, mức giá bằng với Mexico, mức giá là 13.500.000. Bình dân hơn nữa, quý vị và các bạn có thể quan tâm đến mẫu loa Bow 301 Music Monitor 2. Mẫu này có cấu hình một bass 20 và hai loa chép giấy loại 8cm, mức giá bình dân hơn khá nhiều, chỉ 8.500.000. Phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn combo vang và micro Wooting bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Đó là thương hiệu Wooting, thương hiệu đến từ Đức. Đây là sản phẩm thương hiệu của Đức và sản xuất chính hãng tại Trung Quốc. Với chiếc ở phía trên là vang Wooting Brabus 5FX. Đây là một chiếc vang số được xử lý tín hiệu 48 bit và được chỉnh bằng tay, anh em thường gọi là vang cơ. Chiếc vang cơ này là model Brabus 5FX. Mức giá hiện nay Tiến Dũng đang phục vụ rất ưu đãi, chỉ
3.600.000. Và phía dưới này là combo chung với bộ này, đó chính là chiếc Micro Gutin model GMS900E. Là một chiếc micro đầu tiên trên thế giới sử dụng ứng dụng công nghệ bóng đèn vào trong mic. Ở đây quý vị có thể thấy là hãng đề Tuber Wireless Micro, tức là micro được ứng dụng công nghệ bóng đèn sử dụng làm phần rè ở bên trong. Chúng ta hát rất hay, rất rõ và âm thanh của nó rất tuyệt vời. Germany. Với hai sản phẩm này, Tiến Dũng đang phục vụ với mức giá rất ưu đãi. Chiếc Micro 900E mức giá 6,2 triệu. Chiếc vàng Gutin Brabus 5FX 3,6 triệu. Tất cả là mới nguyên hộp, bảo hành chính hãng 12 tháng. Tiến Dũng đang có chương trình khuyến mại đặc biệt dành riêng cho hai sản phẩm này như sau. Đó là tặng kèm theo một cặp dây ba lăng Roen của Ý. Và tặng kèm theo một cặp dây ba lăng da 6 ly Roen của Ý. Tất cả những dây dẫn này đều có chiều dài là 80cm, hàng Italy. Ở đây chúng ta có thể thấy dây dẫn là Italy. Hai món quà này trị giá mỗi món quà là 450.000, thì Dũng sẽ dành tặng cho combo vang và micro Gutin. Tất cả đều là hàng chính hãng, bảo hành chính hãng 12 tháng. Quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt thì Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển. Các hình thức đặt cọc anh em sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển của chiếc vang hoặc chiếc micro đi các tỉnh khoảng 100.000. Phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó là những chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao, các thương hiệu hot trend nhất trên thị trường hiện nay. Thì Dũng đang là đại lý chính thức đầu giải mã DC 32 bit. Các sản phẩm này chúng ta có thể kết nối với TV Ethernet, với điện thoại di động và với máy tính, hàng chính hãng, các thương hiệu như là Topping, thương hiệu như là iFi, thương hiệu như là Vio, với mức giá dao động Tiến Dũng đang phục vụ từ 4 triệu cho đến ngoài 20 triệu một chiếc. Quý vị và các bạn có thể liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình hoặc truy cập trang web chính thức Tiến Dũng Audio Sài Gòn để tham khảo thêm về các sản phẩm này. Những chiếc âm ly đàn ông hàng bãi xịn cũng vừa cập nhật tại shop, đó là đàn ông PMA 2000SE mức giá 25,5 triệu. Các dòng đàn ông 2000 4 la mã mức giá 20,5 triệu. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay liên hệ với Tiến Dũng để sở hữu combo nghe nhạc với mức giá đặc biệt ưu đãi tại Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Chương trình này sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2022. Quý vị và các bạn lưu ý. Cuối cùng xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.